Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc kiểm tra hồ sơ, đoàn còn tiến hành kiểm tra thực tế tại các kho xưởng của cơ sở. Qua kiểm tra, đa phần các cơ sở có chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, có thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong đội ngũ cán bộ cũng như công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như cầu kéo điện không đảm bảo an toàn, khoảng cách giữa các vật dễ cháy và nguồn điện còn quá gần, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng chưa đầy đủ. Đoàn cũng nhắc nhở yêu cầu các cơ sở khắc phục những hạn chế trong thời gian sớm nhất.